em kể đôi gió cũng say, bước chân khăn lúa với tôi leo chạy và trái tim đam mê. Dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh sao sáng tỏ khăn lúa thiết cảm tình đời hạnh phúc bắt đầu. Hát ca bên lửa hơi ấm xa xôi, cùng với bạn bè tận hưởng từng giây phút. Tinh thần tỉnh táo, khao khát tự do, khăn lúa thiết cảm tình nơi linh hồn đều mơ. Đà Lạt xanh biếc, hoa nở rạng trời, trái tim hồn. Khăn lúa xin mến chào cả nhà nhé. Hôm nay Thanh đưa cả nhà đi dạo một vòng khu vực Hồ Thiện Long và Suối Tía. Đây là một con đường đi vào trong rừng cả nhà. Lúc trước Thanh có đi qua này một lần, đường rất là xấu luôn. Nhưng hôm nay đã được đổ đá làm lại, đi dễ hơn cả nhà. Đây là con đường băng xuyên qua rừng và đi vào Suối Tía và rừng Đá Phong. Cả nhà mình có lên Đà Lạt mà vào khu du lịch Hầm Đức Sét sẽ thấy làng thông dong. Rồi mình đi vào đây nha cả nhà, có một nơi camping cắm trại dã ngoại, rừng Đá Phong và khu chụp hình check-in sống ảo Suối Tía, rất đẹp luôn cả nhà cùng đồng hành với mình ngắm cảnh. Khu rừng già, đây là những cây trò cả nhà, xen lẫn những cây đông rất là lâu đời. Ở đây có một đoạn giống như rừng ngập nước vậy đó cả nhà, có những cây trò nằm ở dưới nước. Mùa này có lá xanh tươi, thành ra nhìn cái vẻ đẹp nó khác hơn là cái mùa khô lá nha cả nhà. Cả nhà cùng ngắm cảnh một góc Hồ Thiện Long. Đây là rừng trò đó cả nhà. Đường vào đây cũng dễ đi. Ở đây thì mùa mưa, thành ra cỏ xanh mượt. Sáng hôm nay trời nắng cũng không có được gắt lắm cả nhà, cũng nhiều mây. Đà Lạt thì mùa này bây giờ nắng mà lát sẽ mưa. Cả nhà cùng ngắm cảnh phía sau lưng của Khanh đang đứng rất là đẹp luôn. Ở đây đã qua mùa hè nhưng mà tiếng ve kêu rất là nhiều luôn cả nhà. Khu rừng rộng bao la, mấy ngày nay anh không có đi camping cắm trại qua đêm trong rừng núi được cả nhà, vì sợ sẽ có bão. Đâu đó có những vụ sạt lở rất là ghê sợ, thành ra mình cũng không dám đi qua đêm. Lúc này ve kêu vang cả một khu rừng cả nhà. Ở đây người ta đang dọn cỏ, thành ra mới thoáng như thế này. Một không gian êm đềm, lãng mạn, rất thích hợp cho những ai yêu thích cảnh thiên nhiên hoang vắng, bình yên. Một nơi xa xôi hẻo lánh,
gần khu du lịch hầm Đất Sét. Ở đây không khí trong lành, mọi người mà đi vào những nơi như thế này sẽ thấy tâm hồn thoải mái. Hết mùa hè mà ve kêu quá trời luôn cả nhà. Cả nhà cùng ngắm cảnh từ trên cao nhìn xuống khu rừng ngập nước tại suối Tía nha cả nhà. Bây giờ thì Khanh di chuyển ra ngoài cả nhà. Nãy giờ dạo quanh trong đây cũng lâu. Hôm nay trong đây có mọi người đang vô phát cỏ cho gọn gàng. Ở đây là rừng nguyên sinh tự do của nhà nước quản lý nha cả nhà. Rừng rừng trò, xen kẽ rừng thông. Một khu vực lâu nay rất là nổi tiếng về cảnh đẹp ma mị vào lúc chiều tà. Một cảnh mờ ảo vào lúc sáng sớm. Rất nhiều khoảnh khắc đẹp ở trong đây. Một con đường bê tông trải dài một đoạn băng qua khu rừng nguyên sinh. Đây là gọi làng thông dông cả nhà. Nhưng mà ở đây không có ai ở nha cả nhà. Không biết tại sao là đặt cái làng thông dông. Con đường ra về. Đằng sau lưng mình là cái bản làng thông dông đó cả nhà. Đây là trên đường mình đi ra. Xa xa là Hồ Tiền Lâm.
có những đám mây mù chuẩn bị mưa cả nhà. Bây giờ Khanh sẽ di chuyển ra đập tràn nước Hồ Tuyền Lâm. Đây là thác Bảo Đại cả nhà, một con thác rất là nhỏ ở trên đường. Đây chính là điểm tham quan đập nước Hồ Tuyền Lâm đây. Đây là một nơi tạo ra những bức ảnh sống ảo cực đẹp và nên thơ dành cho những bạn trẻ khắp nơi đến đây trong những dịp hè nghỉ lễ. Đây là cũng một cái đặc trưng của Đà Lạt cả nhà. Mọi người đến đây nghe tiếng nước chảy thôi đã thấy tâm hồn bình yên thanh tịnh đến nhường nào rồi, nhất là vào mùa mưa như thế này. Con đập sẽ luôn sôi nước, nhìn rất là đẹp. Ở khu vực Hồ Thị Lâm rất thích hợp cho những bạn thích đi du lịch bụi, cắm trại hoang dã. Rất là nhiều điểm cắm trại qua đêm. Còn đây là đập tràn, khi nước cao sẽ dâng qua cái đập này cả nhà. Mưa to đã đến Đà Lạt mùa này thì những cơn mưa bất chợt rất là to, sau đó sẽ tạnh. Bây giờ mình sẽ về cả nhà. Mình về cái đường đèo Ren đã bị mưa đây. Mưa rất là to, vừa tạnh lại mưa. Đến đoạn này thì không có mưa cả nhà. Sắp về đến nhà rồi. Khanh Lúa cũng xin mến chúc cả nhà luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình người thân yêu của mình nhé. Khanh cũng xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo. Cả nhà có xem qua những clip của Khanh Lúa thì cũng cho Khanh Lúa xin một like và một đăng ký. Cả nhà cũng nhớ nhấn like ủng hộ cho Khanh Lúa luôn nha. Khanh Lúa xin cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại.